Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Rồi, bây giờ em có thể đặt câu hỏi. Dạ, chào hai vị luật sư. Dạ. Luật sư cho em hỏi. Em có một đứa con gái, năm nay nó 35 tuổi rồi. À. Nó bị accident, nó bị brain injury nặng lắm. Ừ. Rồi nó... bây giờ nó so confused, nó không có quyết định được gì hết cả trơn, mà bác sĩ gia đình á thì đưa nó qua cái ở cái pharmacy này, rồi em hôm nào hôm nay em phải trả tiền, mà bây giờ em đã lớn tuổi rồi, năm nay em 78 tuổi rồi, em không có tiền để mà trả cho nó nữa, rồi em có thể mà từ chối được không được chứ? Từ chối thì sao? Nghĩa là không có trả tiền. Cái chỗ nó ở facility, nó check care cho mấy người mà bị mental rồi này kia đấy. Dạ em, cô bà không trả, bà 78 tuổi thưa là tức bà đâu có bao nhiêu, thì bà cũng không có chịu trách nhiệm. Chỉ có cái nếu mà cô đó bị mà brain damage, tức là bị hư não bộ bị như vậy đó. Nặng lắm, dạ. Luật sư ơi. Rồi, rồi cổ có... có ai đại diện cho cổ để đòi bồi thường không? Nhưng mà nó divorce. Rồi trong bây giờ cái... nó cũng có một cái đứa con 16 tuổi nữa. Rồi trong cái case đó đó đã lâu chưa? Dạ nay cũng 2 năm rồi. Cái case mà cổ bị mà thương tích ở não bộ á là đã lâu chưa? 2 năm rồi, luật sư 2 năm mấy rồi. Rồi cổ có luật sư đại diện cổ không? Dạ không, tại vì nó lớn rồi, nó marry, nó không có ở với em rồi, nó đi qua bên, nó đi với bạn nó rồi nó trở về, cái là nó hoàn toàn nó bị thương nặng, nó không biết gì hết, nó mất job, nó mất nhà cửa rồi này kia hết trọi rồi. Ok, tại vì tôi sợ quá năm rồi không có kiện ai được. Thì bây giờ đó, tới tình trạng của cổ đó, thì tốt nhất đó là cổ nên xin cái tiền gọi là SSI. Okay. Nó không có xin SSI, nó có SSDI, tại vì hồi xưa nó làm nó đóng thế dữ lắm. Ok. Bây giờ nó có Medicare mà Medicaid nữa. Ok. Mà không biết tại sao mà Medicare không có cho nó có chỗ ở đó luật sư. Rồi yeah. Cái family doctor refer qua ở cái facility này, rồi em không bỏ nó được, thành ra em cứ mà đóng tiền mà em phải đóng, em tưởng là đóng tiền một thời gian ngắn thôi, nhưng mà bây giờ đã lâu quá rồi, em không chịu nổi nữa, em đâu có tiền đâu mà đóng nữa, em phải lo cho đời sống của em chứ. Dạ, thì bây giờ, bây giờ bà không có phải cái trách nhiệm đó là con của bà. Nhưng mà không, bởi vì cô đó đã lớn tuổi rồi, cô không phải còn dưới 18 tuổi. Do đó bà không có chịu cái trách nhiệm dân sự mà để phải trả cái số tiền đó. Nhất là cái hoàn cảnh hiện giờ bà không còn cái khả năng nữa. Bà cũng lớn tuổi, 78 thì bà cũng phải tự lo cho bà rồi. Thì bây giờ bà không đóng nữa, cũng không có sao đâu. Thì tôi nghĩ với cái tình trạng của cổ đó, thì thế nào cái chỗ mà đang nuôi dưỡng cổ, cái facility đó đó, họ cũng phải tìm cách để họ apply xin Medicare hay là Medicare gì đó để trả cái chi phí đó nha. Em có nói rồi luật sư ơi, em nói tại vì nặng cho em đánh nặng quá, em nói tôi hiểu. Một năm trước rồi nó ở được, một năm rồi sau đó thì này kia, bây giờ em cũng bệnh, em té lên té xuống đồ này kia rồi. Em có nói cái chỗ mà nó đang ở đó người ta giúp giùm, tại nó có Medicare, nó có Medicao nữa. Họ không lo gì hết trọi cơn á. Rồi thì bây giờ tại vì họ report rồi sâu sắc quật cơ đồ gì đó không biết nữa, rồi nó có đến nhà em thì em nói cái tình trạng như vậy đó, tình trạng là bây giờ tôi già quá rồi, nó qua khỏi 18 tuổi rồi, tôi phải lo cho cái thân của tôi chứ mai mốt rồi không biết ai khác kia tôi nữa, làm sao mà tôi có bỏ tiền ra tôi trả hoài. Ok, bà nghe nè. Con nghe. Nãy giờ tôi nghe bà rồi, bây giờ bà nghe nè, cô đó bà cũng biết là cô con của bà nó cũng trên 18 tuổi rồi, và tôi vừa mới nói bà không có bổn phận gì đối với cô đó hết á, ok. Bởi vì bà trả, do đó họ dựa vô cái việc là bà tự nguyện bà trả, do đó họ mới theo đuổi bắt bà trả. Bây giờ bà không trả, không ai bắt bà trả được hết đó. Và khi bà không trả thì họ cũng phải tìm
xin qua những cái trợ cấp khác để giúp cho con gái của bà nhé. Họ nói Ok, họ dạ sẽ tôi hiểu. đuổi nó ra vậy thôi, Dạ mà họ em nói nghĩ hoài mà còn không ai giúp hết trọi trơn ra, họ không biết làm sao. Thành ra họ em hỏi hỏi về cái luật đó, bác luật dạ sư. họ họ sẽ không có đuổi Em con không bà. có trách nhiệm phải không Dạ luật bà không có sư? trách nhiệm nha, cảm ơn bà. À Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Tôi với luật dạ sư Liêm, với dạ sư Hoàng Ngôn nghe đây. hello dạ dạ xin chào hai vị luật sư ạ. Dạ chào Dạ cô. dạ Chào tôi cô. có một câu hỏi là con gái của tôi năm 2016 á, nó đi học full time, nó không có income. Thì ngày hôm qua mình nhận được một cái thư của bên sở thuế gửi về là nói là năm 2016 nó làm được 36 ngàn, vậy là bị phạt 11 ngàn đồng nữa. Thì bây giờ phải làm sao luật Thì sư? bà phải viết cái thư, người con gái của bà nó lớn rồi thì cô đó phải viết cái thư cho sở thuế cho biết là 2016 đó cô không hề có đi làm hoặc là cô đi học gì đó, cô mà đưa ra bằng chứng. À, cái chuyện có thể xảy ra đó là có thể là người con gái bà đã bị ai ăn cắp cái số an sinh xã hội, rồi họ dùng cái số an sinh xã hội của cô đó để họ đi làm. Rồi đó, đương nhiên họ không đóng thuế, do đó sở thuế nó dựa trên cái số an sinh xã hội người con gái của bà mà nó gửi cái tiền phạt thuế. Do đó bây giờ đó cổ đừng có im, đừng có im, không chịu trả, không có trả lời, mà cổ phải liên lạc với lại sở thuế cho biết đó là cổ nhận được cái thư đó. À, đầu tiên đó là viết cái thư cho biết đó là cổ nhận được cái thư này nhưng mà cổ không hề có đi làm việc trong 2016, là bởi vì cô đang đi học full time hay cái gì đó, rồi đưa ra cái bằng chứng là cô đang học full time, ok, và cho biết đó là có thể ai đã dùng cái số an sinh xã hội cổ gian để mà khai thuế nhé. Ok, Làm cách nào để mà mình khai báo ra cái người nào đã dùng cái số của không phải khó find out được lắm. Đó là do thường thường khi hồi xưa tôi làm ở sở thuế của tiểu bang Cali á, ở California Frontier Tax Board á, chuyện đó rất là thường xảy ra, là nhiều khi bên sở thuế gửi những cái thư đầu tiền, rồi có những trường hợp đó là họ mới đến, họ mới show, ô tôi đã khai thuế rồi, nhưng mà tại sao lại có thêm một cái W-2 nữa, thì mình biết rõ rằng trong trường hợp đó đó không thể một người mà làm full time ở hai job, ở hai địa điểm mà khác nhau xa như vậy, thì chắc chắn là một cái điểm điểm thứ hai là có nào kẻ gian nào nó đã dùng cái social security của người này để mà nó đi làm việc, và do đó chủ thì vẫn khai thuế qua cái đó. Do đó vì vậy thường thường tôi vẫn khuyên là, bởi vì ngay cả khi chúng tôi còn làm ở Frontier Tax Board đó, những cái social security bao giờ cũng phải stress hết đó, đều phải cho máy vô xe nhỏ hết đó. Thành ra những cái số an sinh xã hội mình là cái số rất là quan trọng, quý vị bao giờ cũng phải giữ kỹ, không bao giờ người nào gọi vô hỏi cái số an sinh xã hội mình không bao giờ cho over the phone hết đó. Và đồng thời đó, những cái số mà khi mình bỏ rác á, nếu mình có cái số an sinh xã hội mình ở chẳng hạn tờ giấy thuế hay là W-2 hay là giấy tờ gì mà có, bao giờ mình cũng phải stress xé nhỏ ra để người khác nó không có dùng. Thì trong trường hợp này tôi nghĩ là đã có kẻ gian có thể đã dùng cái số an sinh xã hội con của bà để đi làm việc. Đó là do mà mới bị sở thuế mà gửi thư như vậy. Nhá. Cảm ơn Ok. luật sư Dạ cảm ơn ạ. bà. Hello, tôi là luật sư Liêm và luật sư Hoàng Ngôn ở đây. Hello. Hello. Hello luật sư, cho em hỏi là em có người quen mất thi quốc tịch đó, thì cũng vắng mấy câu hỏi anh là 400 anh căn hỏi đậu hết. Cái cuối cùng cái người phỏng vấn hỏi là, cái câu ngoài đề là trên freeway nếu bạn gặp cảnh sát nhá đèn phạt đó, thì bạn phải làm gì? Thì cái người quen trả lời là vẫn để tay trên cái tay lái. Rồi xong rồi thì cái người chấm điểm nói là không không có đủ chi tiết cho rớt câu hỏi ngoài đề, và kêu lần tới đi quốc tịch thì như vậy có đúng không luật sư, tại vì Không câu hỏi đúng. ngoài đề để mà kêu rớt. Không đúng. Không đúng. Và cái câu hỏi của người kia là đúng. Cái câu trả lời kia đúng, là khi cảnh sát mà họ chớp đèn thì đương nhiên mình phải ngừng. Khi mình ngừng xong đó thì bao giờ mình cũng để cái tay của mình ở trên cái vô lăng, ở trên cái tay lái. Lý do là mình để dưới, nhiều khi họ sợ cảnh sát đó, khi mà họ ngừng mình, họ rất sợ nhiều khi mình có thể rút súng hay rút gì đó để ra để mà mình bắn họ. Khi mình để ở trên cái steering wheel, cái tay lái của mình,
có nghĩa là mình không có cầm súng, không có cầm vũ khí gì hết. Thành ra cái câu trả lời là đúng, mà cái người mà hỏi đó là hỏi tầm bậy, tại vì nó không có liên hệ về vấn đề. Họ có thể hỏi là ồ, những cái câu hỏi mà khi vào quốc tịch đó, có thể nó hỏi là mình có bao giờ bị bắt, bị truy tố, bị kết tội một cái tội hình sự hay không. Đó, thì đó là cái câu hỏi đúng trong những cái câu hỏi mà để thi vào quốc tịch. Còn cái vấn đề mà hỏi ở cảnh sát nhá đèn rồi mình phải làm, cái đó là câu hỏi vô duyên, không có liên hệ gì. Thì tôi chỉ nghĩ rằng đó, cái có thể là cái người mà immigration officer đó, nó không có làm đúng, có thể nó kỳ thị hay là nó có cố tình nó để mà nó đánh rớt cái người này. Thì bây giờ thôi, bây giờ mình chưa có nước, nhưng mà cái những người mà sở di trú á, thì họ quyền nhiều lắm, thì có nước là mình reapply lại thôi. Ok. Kiện khó lắm. Tại vì mấy người đó, đó nó cái bên INS nó rất là nhiều quyền, cái quyền nó lớn lắm. Mà mình á, cái người mà xin vào quốc tịch á, là họ chưa có đủ những cái quyền của cái người công dân. Họ chỉ là cái người green card holder, tức là cái người thường trú nhân. Mà thường trú nhân đó, cái dạng của họ như là một cái người khách đến nhà của nước Mỹ thôi, chứ không phải là giống như con cái ở trong nhà có quyền. Thành ra đó, cho đến khi mình vào quốc tịch mình mới có quyền. Thành ra vì vậy đó mà thứ nhất là cái người, cái quyền hạn của người mà immigration officer nó rất là lớn. Hai là cái người mà xin vào quốc tịch hay là những người thường trú dân đó, thì cái quyền của họ rất là ít, không có được cao, không có được bằng cái quyền của cái người công dân Mỹ. Đó là do mà tôi bao giờ tôi cũng khuyên là quý vị, nếu mà ở Mỹ đủ thời gian thì nên xin vào quốc tịch Mỹ. Đừng có nói ô tôi vô không cần, hay là tôi không có đi đâu, tôi cũng không. Quý vị nên càng sớm càng, nhất là trong cái thời buổi này với cái chính phủ này, thì quý vị lại càng cần phải, nếu mình đã chưa có quốc tịch thì cần là phải cố gắng hết sức để xin vào quốc tịch. Tại vì cái quyền lợi của quý vị nó khác biệt rất là nhiều nếu giữa một cái người là thường trú nhân, là green card holder, và một cái người có quốc tịch. Ok, quý vị không có quốc tịch, quý vị không có quyền gì hết đó. Ok, chỉ là người khách thôi. Quý vị nhiều khi đến cái hải cảng mà họ có thể không cho quý vị vào là quý vị cũng ráng chịu thôi. Tôi đã có những người thân chủ đi qua cái diện EB-5, họ đã có nhà cửa ở đây, có đầu tư ở đây, có đóng thuế ở đây. Nhưng mà bởi vì đó họ về Việt Nam quá lâu, thế đến khi họ không phải quá lâu mà họ đi nhiều lần, thì khi họ trở về đây thì sở di trú họ ngăn chặn, họ làm khó dễ, gần như không cho vào, mặc dù là vợ con của họ, nhà cửa họ có ở Mỹ. Thành ra quý vị phải hiểu là cái sự khác biệt rất là lớn giữa một cái người có quốc tịch và một cái người không có quốc tịch. Ok, tới đây thì chúng tôi và luật sư Hoàng Ngô phải tạm ngưng để đại diện Hoa Cáo Thương mại. Quý vị còn giữ đường dây, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình, chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.